thành phố Hồ Chí Minh thêm 44 ca mắc COVID-19 ở 17 quận, huyện, thành phố, Bình Chánh 18 ca. Tối 13 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 13 tháng 6, thành phố ghi nhận thêm 44 ca nhiễm mới chờ Bộ Y tế công bố tại 17 quận, huyện và TP Thủ Đức, trong đó nhiều nhất là huyện Bình Chánh với 18 ca. Như vậy theo HCDC, từ 18 giờ ngày 12 tháng 6 đến 18 giờ ngày 13 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 95 trường hợp nhiễm COVID-19 mới. 95 trường hợp nhiễm mới bao gồm 2 trường hợp liên quan đến nhóm chuyển giáo Phục Hưng đã được cách ly và xét nghiệm lần thứ 3 mới có kết quả dương tính, 31 trường hợp là tiếp xúc gần của bệnh nhân đã được công bố trước đó. 58 trường hợp còn lại bao gồm 53 nhân viên bệnh viện bệnh nhiệt đới và 5 trường hợp liên quan, 4 trường hợp mới được phát hiện qua sàng lọc đang được điều tra dịch tễ. 95 trường hợp này ghi nhận tại các quận, huyện, quận 3, 1, quận 4, 2, quận 5, 8, quận 6, 2, quận 7, 0, 2, quận 8, 9, quận 12, quận 12, 3, Bình Chánh 18, Bình Tân 11, Bình Thạnh 7, Tân Phú 7, Tân Bình 1, TP Thủ Đức 7, Hóc Môn 11, Phú Nhuận 2, Nhà Bè 1 và Cần Giờ 1. Theo công bố của Bộ Y tế, từ đầu đợt dịch thứ tư ngày 27 tháng 4 đến trưa 13 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh có 745 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và 44 trường hợp nghi mắc COVID-19 trên. Hiện số ca trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 3 trong số 38 tỉnh thành có dịch, sau Bắc Giang và Bắc Ninh. HCDC cho biết thêm trong ngày 12 tháng 6 có 19 bệnh nhân xuất viện. Hiện đang điều trị 704 bệnh nhân dương tính mới và đã có 2 bệnh nhân tử vong, bệnh nhân 5.463 và 9.493 chiếm tỷ lệ 0,19%.